lấy hình ảnh lá cờ Tổ quốc làm trung tâm, thông qua các hoạt động truyền thông, phủ đỏ các trang mạng xã hội. Đó là chiến dịch truyền thông nhân kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh 2 tháng 9 đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân cả nước nói chung và Bình Phước nói riêng. Vì nhân kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2024, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Cục Thông tin Đối ngoại Bộ Thông tin và Truyền thông, nền tảng TikTok đồng hành cùng với Channel Network đã phát động chiến dịch ngày Quốc khánh nhằm lan tỏa tinh thần dân tộc và tình yêu Tổ quốc. Dù là ai, dù ở bất cứ nơi nào vẫn sẽ luôn hướng về lá cờ Việt Nam. Chiến dịch đang là cơ hội để các nhà sáng tạo nội dung và người dân cả nước thể hiện tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Đối với mỗi người Việt Nam, yêu Tổ quốc luôn là tình yêu lớn trong tim. Hưởng ứng chiến dịch lấy hình ảnh lá cờ Tổ quốc làm trung tâm nhân kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh 2 tháng 9, những người trẻ ở Bình Phước không ai bảo ai, tự nguyện lựa chọn những vị trí trang trọng và phù hợp để biểu tượng lá cờ đỏ sao vàng được xuất hiện trong không gian sống của mình. Mình là người thi công lá cờ này, mình muốn lan tỏa được cái tình yêu nước cho đến cho khu phố làng xóm của mình dịp 2 tháng 9 à. Chúng tôi thực hiện nó từ lúc chiều và lên vẽ, rồi là tính toán, để mà vẽ đồng hồ sơn và phải hoàn mất nó tới tối, tầm 8-9 giờ mới xong. Do thi công chắc cũng phải tầm 5 tiếng đồng hồ. Ngoài biểu tượng của lá cờ Việt Nam trên nền đỏ, ngôi sao vàng, nhiều gia đình còn muốn đưa cả hình dáng của bản đồ đất nước xuất hiện trên diện tích được chọn vẽ. Với những gam màu rực rỡ, hình ảnh đất nước ôm trọn trên nền cờ, tất cả như một bức tranh miêu tả tình yêu quê hương, tổ quốc của mỗi người dân nhân ngày Tết độc lập. Đó cũng là tình cảm, là niềm tự hào thiêng liêng rất riêng của người con dân tộc Việt Nam. Do là không biết vẽ nên cũng có thuê bên mỹ thuật họ về học vẽ để thể hiện cái lòng yêu nước của bản thân, của gia đình cũng như chung vui với cả nước. Làm ở phương tiện trên xe ô tô á, nên là nó càng thẩm mỹ nhiều hơn. Để trên như làm gia đình mình hoặc là những cái cuốn cửa hoặc là mái nhà thì nó đơn giản hơn ạ. Lá cờ Tổ quốc là thiêng liêng nên chúng ta cần phải chú trọng hơn. Chứ còn mình phải cần tìm hiểu kỹ hơn trước khi làm ạ. Để tạo sức lan tỏa sâu rộng hơn, Thành đoàn thành phố Đồng Xoài đã phát động phong trào thay đổi khung ảnh đại diện trên mạng xã hội Facebook, Zalo cá nhân, tập thể bằng hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng. Thông qua cách làm này thì nhằm giáo dục thế hệ trẻ về ý nghĩa lịch sử, tầm vóc vĩ đại của cách mạng tháng 8 và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chương trình thay hình đại diện Avatar được chúng tôi triển khai với mục đích là nhằm tuyên truyền trong sâu rộng trong đoàn viên thanh niên về cái tinh thần yêu nước, về lòng tự hào dân tộc, để các bạn tự hào mình là người Việt Nam, tự hào khi được sinh sống trên mảnh đất hình chữ S này. Đồng thời từ đó các bạn không ngừng nỗ lực vươn lên, phấn đấu trong học tập cũng như trong cuộc sống, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trên các mặt trận. Với tấm lòng hướng về Tổ quốc thì cùng với cả nước, người dân khắp nơi trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã tổ chức nhiều hoạt động để chào mừng. Trong ngày Tết độc lập thì cảm xúc chung của tất cả mọi người đó là vui mừng, phấn khởi trước sự đổi thay của quê hương. Lá cờ Tổ quốc lại được phấp phới trên các nẻo đường, ngõ xóm và lan tỏa tình yêu đất nước, niềm tự hào của dân tộc. Phát quang bụi rậm, dọn vệ sinh, trang trí đường làng, ngõ xóm khang trang sạch đẹp, đó là hình ảnh dễ dàng bắt gặp trong dịp chào mừng Quốc khánh 2 tháng 9. Với mỗi người dân Việt Nam thì Tết độc lập được xem là một ngày hội. Vì thế, không ai bảo ai, người thì dọn cỏ, người thì treo cờ Tổ quốc trong niềm phấn khởi tự hào khi được tham gia thực hiện. Nhân dịp 2 tháng 9 này thì bản thân tôi là treo được 35 lá cờ. Và coi như là đến ngày coi như là 25, 26 là chúng tôi đã treo rồi. Kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh 2 tháng 9, 1945 và 2 tháng 9 2024 thì chúng tôi đã có kế hoạch tuyên truyền vận động nhân dân, thứ nhất là tất cả các cái đường chính trong thôn ấp tập trung dọn dẹp vệ sinh môi trường, chăm sóc cây các cái đường tuyến đường hoa và đặc biệt là cờ Tổ quốc
Và tổ quốc thì chúng tôi đã rà soát cho đến tất cả các tổ và các hộ dân là để kiểm tra những cái đường nào mà nó không đạt tiêu chuẩn thì chúng tôi sẽ vận động nhân dân là mua để thay, tạo cái không khí sôi nổi trong cái đợt lễ này để cho nhân dân thấy được cái ý nghĩa tầm quan trọng và cũng từ đó là giáo dục cho lớp trẻ từng bước được nhận thức sâu sắc hơn về các cái chủ trương của Đảng và Nhà nước. Với ông Trần Minh Quyết, 50 năm tuổi Đảng, hình ảnh lá cờ Tổ quốc là biểu tượng cao quý và thiêng liêng. Treo cờ Tổ quốc vào các ngày lễ lớn, nhất là ngày Tết Độc lập thì với ông càng có ý nghĩa sâu sắc. Mình là người dân Việt Nam là mình phải tôn trọng cái lá cờ của dân nước mình. Mà nước Việt Nam là dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trải qua nhiều cuộc chiến tranh mới giành được độc lập tự do, mới giành được Tổ quốc non sông thống nhất. Cho nên người dân Việt Nam là phải có cái trách nhiệm, tức là các ngày lễ lớn, ngày hội lớn của đất nước là phải có trách nhiệm treo cờ. Đó là cái sự kính trọng Tổ quốc, sự tin tưởng vào Đảng Cộng sản Việt Nam, tin tưởng vào Tổ quốc và đồng thời cũng là cái thiêng liêng của bản thân mình đối với quốc thể. Đó là cái vinh dự của mình là làm một người con của đất nước hòa bình độc lập tự do. Nhìn lại chặng đường 79 năm sau ngày độc lập, mỗi người dân Việt Nam hôm nay đều cảm thấy tự hào về những thành tựu to lớn mà Đảng, nhân dân ta đã đạt được, đặc biệt là sau gần 40 năm đổi mới. Quê hương mình á, sau bao nhiêu năm thăng trầm lịch sử, sau bao nhiêu năm đói khát, các anh cứ tưởng tượng cái đói năm 45 là thế nào. Và sau cái trong cái thời kỳ chiến tranh chống Mỹ cứu nước là dân chúng ta như thế nào. Thì bây giờ, ngày nay dân được độc lập tự do, được sung sướng, được đi lại tự do, rồi có cái quyền lợi được nhà nước cho. Và nhân dân có một cái lợi ích nhất định, thì dân rất là tin tưởng vào Đảng, rất là tin tưởng vào Tổ quốc, cảm thấy nó phấn khởi lắm. Bây giờ có đường trường trạm đảng, đường xá khang trang, trường trạm đàng hoàng, các cháu học sinh được đến trường một cách đầy đủ, như thế là phấn khởi quá. Trung thành và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự lãnh đạo của chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thì quê hương của Thuận Bình nói riêng, xã Thuận Lãnh nói chung cũng như tỉnh Bình Phước, tức là đã thay ra đổi thịt, kể cả về quang cảnh, kể cả về con người, kể cả về kinh tế. Tôi cũng tin rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng thì riêng Thuận Bình nói riêng và đất nước Việt Nam là ngày càng phát triển, nhân dân hạnh phúc, ấm no. Tô thắm cho ngày Tết độc lập, ngoài việc xây dựng đường cờ, Đảng bộ xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú đã tổ chức trao tặng 200 lá cờ và 200 ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở ấp Thuận Tiến. Lực lượng đoàn viên thanh niên tổ chức vệ sinh nhà bia tưởng niệm, thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của thế hệ trẻ. Xã Thuận Lợi là có 35 anh hùng liệt sĩ được Đảng Nhà nước ghi nhận cái công lao của các anh, thì chúng tôi cũng đã triển khai cái công tác dọn dẹp nhà bia rồi tổ chức viếng nhà bia vào dịp mùng 2 tháng 9 này. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng quan tâm đến người nghèo, những hoàn cảnh khó khăn. Thì vừa qua thì Đảng bộ cũng đã chỉ đạo các tổ chức, công đoàn, mặt trận, các đoàn thể triển khai cái nhiệm vụ đó là mỗi cá nhân đảng viên gắn với một địa chỉ nhân đạo. Thì chúng tôi cũng đã nhận chăm sóc hai đảng viên là có hoàn cảnh khó khăn. Thưa quý vị, lá cờ đỏ sao vàng đã khắc sâu vào tâm khảm của mỗi một người dân Việt Nam và đã được cộng đồng quốc tế công nhận và tôn trọng. Treo cờ trong ngày Tết độc lập, ngày quốc khánh, ngày lễ trọng đại của dân tộc thì không chỉ nhắc nhớ về công lao, đóng góp của các thế hệ cách mạng tiền bối, của bao đồng bào chiến sĩ đã trải qua nhiều chặng đường gian khó nhưng vinh quang của cách mạng, mà đồng thời khơi gợi tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến của thế hệ hiện nay trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình Góc nhìn thẳng của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Kính chúc quý vị có những ngày nghỉ lễ vui tươi, tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại trong kỳ phát sóng tiếp theo.